Vâng, xin chào toàn thể anh em audio Và vừa lên một quả 203 Ba la mã sò xanh ken to rồi Thì như trong video đấy em cũng Nói là em sẽ quay tiếp luôn Cái con 203, ba la mã sò xanh ken Nhỏ Với sản xuất 1998 Và vỉ vang là Vỉ vang của 203N Đời SN chữ đỏ Thì đây, đây chính là nó Trước tiên về độ đẹp của cái mặt thì uh, cho em xin phép được báo cáo thực tế với anh em luôn là cái phần mặt này này, đây. Đấy nó là như vậy. Anh em nhìn hình ảnh của em nhá, nhìn kỹ hộ em nhá. Và nó bị cấn một cái góc xíu xíu ở chỗ này này, đây này. cần cấn một góc xíu như này. Đấy. Mình quen với hàng đẹp rồi mình chỉ thấy nó hơi lăn tăn một tí là mình cũng phải nói luôn với anh em để anh em uh, tham khảo. Đấy, đây nó ở cái góc này nó hơi xíu xíu này. Đấy góc này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Còn lại là ruột gan bên trong thì anh em cùng xem đây, ruột gan bên trong của nó. Và cái đằng sau này của nó này, nó cũng không được quá xuất sắc và hoàn hảo. Đấy. Với công suất là 480W. Đây. Đằng sau cũng không được quá hoàn hảo nhé Anh em nhé, lưu ý cái điều đó Đây. Và số seri con này nó lại còn cả cái tem số seri này 03633 đuôi cuối đây là cái dây nguồn. Đây, dây nguồn Đông Bàng Xịn đây. 12A. Năm sản xuất đây. 1998. Đó. Và cấu tạo bên trong ruột gan của nó đây. Nó đang sử dụng hai con sò Sanken uh, SK chữ nhỏ đấy, 1492 và 3856. Nguồn của nó đây và nó sử dụng hai le với phiên bản xanh ken chữ nhỏ đấy đời 98 thì thường thường nó sẽ có thêm cái này cái tản nhiệt như này giống của 6 n đời xanh ken đấy thì nó có thêm cái tản nhiệt nhỏ như này đấy, đây là đặc điểm rất rõ ràng của nó và như em nói lúc nãy thì nó là vị của nó là vị SN đỏ thì đây em sẽ tìm cho anh em xem con SN đỏ đây nó ở chỗ này đấy, SN đỏ đây các bác nhìn thấy chưa đấy. PA 203 3 là mã này. Đây. Về phần ruột gan thì em bao zin cho anh em. Đây, nguồn 2.3 3 là mã này. Còn uh, đây, cái linh hồn mà anh em hay quan tâm đến nó chính là vỉ vàng đây. Vỉ vàng 203. Đấy. Đây vỉ vàng của 203N đây. Nó đang sử dụng cái vỉ vàng của 203N luôn. Và đây, SN đỏ đây. Đấy. Mà hay nằm trên những con máy 203N 203N đời 9798 đấy. Và IC đây, IC Next Đấy, với uh, series trừ 10 đấy, đuôi cuối trừ 10 này, là một trong số những dòng IC vàng rất hay. Và con uh, IC 195P bên trong là của Mitsu đây. Đấy. Chẳng nghĩa lý gì tự nhiên em dán cái tem của em vào đúng cái vị trí hai con IC này. Đấy, và dán lên cái vỉ vang này. Bởi vì cái vị vang này Cái trị giá của cái vị vang này rất đắt Đấy Nha Màu, màu vị vang đều màu nhau tam tắp Chỉ mỗi tội là Nó không được quá đẹp Không được quá đẹp về cái ngoại hình Chứ còn về cái ruột gan thì Như thế này là em đánh giá là Đã đạt tiêu chuẩn, rất đạt tiêu chuẩn Tiêu chí cao, đấy Còn về ruột Về 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 cái độ zin của nó thì em dám cam kết Với anh em là zin tuyệt đối vang liền đúng béo đây và trong núp của nó thì chắc chắn nó có số đây rồi hai số đây và vì cái ngoại hình của nó như vậy chứ nếu không vì cái ngoại hình của nó như vậy thì với cái con đâm ly răng ua mà có cái vị vàng như thế này này đây anh em nhìn mic của nó nó còn ghi rõ một hai này đấy rất yêu cái con sn đỏ này bởi vì tiếng mic của nó anh em đánh giá là cao thủ đấy trong giới âm thanh làn vàng vị vang vàng ngọt như vàng của 203N đời 9798 luôn mà trong cái đó con này dùng rất an toàn mà cấu suất của con này lại khỏe hơn 203N đấy dùng rất an toàn bởi vì nó có cái hai cái le như này không sợ cháy loa trong cái đó 203N thì chúng ta dùng không không khéo không cẩn thận thì sẽ bị cháy le cháy 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 loa bởi vì khi mà xuất sẽ chết thì sẽ chết loa Đấy là cái điều rất dở cho 203N nên là em khuyên anh em nên độ cho 203N cái vị một cái vị le cho nó an toàn hơn. Rồi, nói sơ qua là như vậy. Đấy, tổng thể con máy là em đã báo cáo tất tần tật các tình tiết nhỏ nhất của nó cho anh em xem. À, và với chiếc âm ly 2335 mã ngày hôm nay với vị vàng rất đáng chơi. Thì em cho em xin phép được báo cho anh em với một cái giá tốt nhất là 7 triệu con này 7 triệu con này chỉ vì lý do là cái ngoại hình của nó không có đẹp, cái đế phần đằng sau của nó không được quá đẹp này và cái nó bị xước một chút xíu ở cái góc này này đấy đây là nói rõ với anh em nhé không ảnh hưởng gì đến chất âm không ảnh hưởng gì đến máy máy bên em vẫn bán và bảo hành cho anh em 3 tháng mọi thông tin anh em liên hệ qua số điện thoại 0972 192 087 phạm thức audio địa chỉ 752 đường điện biên lộc hòa thành phố nam định cảm ơn anh em quý vị các bạn đã xem và ủng kênh